Làm gì vậy? Em đang ghi hồ sơ xin việc. Ủa, hôm nay bị bệnh hả? Ừ. Tự nhiên hôm nay bày đặt hồ sơ xin việc gì là sao? Em đã suy nghĩ rất là kỹ rồi. Em sẽ lập ra một chiến thuật mới cho cuộc đời của mình. Em sẽ tìm một công việc ổn định, lương cao, hàng ngày đi đến những nơi sang trọng và đặc biệt là tiếp xúc nhiều đại gia. Cho nên em đã quyết định xin vào làm thư ký của giám đốc. Mày làm như thư ký dễ làm lắm vậy? Lao, ít nhất mày cũng phải có cái này nè, hiểu không? Tưởng gì, đầu tóc thì em có đầy. Nhiều khi tóc em còn đẹp hơn tóc của mấy đứa thư ký khác nữa. Trời, mày điên vừa thôi, mày ý tao nói là đầu óc, hiểu không? Cái đó là đầu tóc, mày ơi. Mày bị khùng nữa. Mày thôi, nếu mày muốn cố gắng vậy á, có cần gì nói anh giúp cho. Anh giúp em được không á? Anh có mấy thằng bạn cũng đang thành lập công ty. Nếu mày cần thì anh nói giúp thằng Tiến cho dễ hơn, hiểu không? Anh Hai, nói giúp giùm em Tiến nghe anh Hai nha. Mày nhớ anh Phương không? Nhớ. Phương bạn anh hồi xưa á. Ba anh mới cho tiền anh. Anh đang mở một cái công ty. Vậy anh Phương anh làm cái gì vậy? Nó mở công ty làm bô. Anh Hai này. Tự nhiên giới thiệu em vô làm thư ký công ty làm bô vậy? Làm sao? Hằng ngày vô trong đó đi làm, lúc nào cũng gặp cái bô nhức đầu luôn á. Tôi làm về cái bộ phận y tế, bên cái mảng y tế, mày nói gì á? Y tế gì? Thôi ghê quá. Sao bà muốn giúp, không chịu thôi, làm ghê quá. Không, em sẽ tự làm. Làm gì làm đi. Sẽ rải hồ sơ khắp cả cái thành phố này luôn. Hết tất cả những công ty lớn nhỏ mà sang trọng, em sẽ rải hết. Ghê. Chắc em biết rồi. Dạ dạ, em sẽ tính công ty anh phỏng vấn ạ. Dạ dạ, em biết rồi. Dạ, em chào anh, bye bye anh. Dạ alo anh Nam nghe ạ. À dạ phải rồi. À dạ dạ dạ. Tất nhiên rồi, em sẽ đến công ty anh chứ. Dạ dạ anh yên tâm nha. Em gặp anh sau nha. Dạ em cảm ơn anh. Dạ alo anh Nam nghe ạ. Dạ. Dạ 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 em biết rồi. Dạ. Sao ạ? Hả? Anh nói cái gì? 4 triệu. Cái gì? 4 triệu hả? Ôi trời, tại sao mà trong một cái công ty lớn như vậy mà anh chỉ làm được có 4 triệu thôi? Anh ơi, anh có biết đó là người ở nhà em á là một tháng 3 triệu 9 không anh? Em quá bất ngờ, em thấy chưa, em đã nói rồi, cái công ty này sẽ sụn bại, sẽ sụn liền. Em nói cái gì? Người làm của em một tháng là 3 triệu 9. 3 triệu 9 anh, em chưa tính đó, hả thêm những cái lặt vặt chi phí hoa hồng nữa đó. Quá bất ngờ. Ngày mai anh sẽ nghỉ việc ngay lập tức. Anh quyết định sáng suốt quá. Em chúc mừng anh. Nếu mà không tìm được việc khác thì cứ liên hệ với em. 3 triệu 9. Ê, nè. Anh tuyển dụng nó mà sao tự nhiên để người ta tuyển dụng ngược lại anh vậy? Cô thích thì tôi mời cô vô làm, tôi nhường cho cô đó. Xin chào. 3 triệu 9 nha anh. Bế tắc. Quá bế tắc. Hết sức chịu đựng. Hết sức thì đủ tăng lực đi. Mọi người ơi, anh A về nha. Ủa, sao tao qua tới đây mà mày vẫn qua đây vậy? Sao mày không làm công ty bên kia đi? Ủa mày nghĩ sao lương 4 triệu tao đi làm vậy? 14 triệu không biết tao chịu làm chưa nữa. À ha, tao quên, đỡ mày chỉ có 400 Việt Nam đồng. Mời ông Duyên ngồi. Chị ơi. Trời, cái gì vậy? Trời ơi. Gì mà na na vậy? Đây nè. Dạ. Cái gì vậy? Dạ, của em hết á. Cái gì mà quá trời vậy? Con cũng không biết nữa.
ở đây ghi là bản kê khai tài sản cá nhân, rồi bản kê khai tài sản công ty, rồi bản kê khai chi tiêu nội bộ công ty nữa, tùm lum hết á, nhiều lắm. Ủa sao nhiều như vậy con? À, cái này là mấy sếp lớn công ty đi phỏng vấn gửi cho con đó má. Phải kê khai tài sản cá nhân, rồi tài sản của công ty, rồi thuế thu nhập cá nhân nữa, để con nắm bắt. Má biết không, bây giờ hơn nhiều công ty ai cũng muốn con về đầu quân hết trơn á, mà con vẫn đang suy nghĩ. Trời ơi, con gái của má giỏi quá ông ơi. Dạ, nhưng mà anh Lép nè, anh làm giùm em đi. Bây giờ anh coi hết đống hồ sơ này đi, xong rồi anh note vô giùm em là công ty nào tốt nè, giám đốc nào giàu nè, anh phải phân từ thấp lên cao, từ cao xuống thấp cho em nha. Ồ, vậy là con là quyết định con chọn là cái công ty nào mà vừa làm ăn hiệu quả mà vừa đối đãi tốt với nhân viên là con chọn đúng không? À, dạ không. Chứ con chọn gì? Con chọn công ty nào mà có giám đốc vừa chịu chiều và vừa chịu chơi với thư ký như con. Ồ. Ồ. Tới đâu anh Lép? Anh đang làm nè. Mà công nhận em hay thiệt á nha. Anh không biết em có cái tài năng gì đặc biệt mà mấy cái công ty này ưu ái em dễ sợ luôn á. Em có cái mà anh Lép không có. Bây giờ mười anh Lép cũng không bằng một mình em nữa. Thì đúng rồi, anh Lép mà sao giống em được. Nhưng mà mấy cái vụ này là em bó tay hết nè, đúng không? Thì bởi vậy em mới nhờ tới anh Lép đó. Anh Lép, anh có thấy em có tài điều binh khiển tướng không anh Lép? Nhưng mà nói cho em nghe nè, nhờ có mấy cái đống hồ sơ này nè, anh kết luận được là mấy công ty này nha, chi tiêu khống, rồi giám đốc nha, chiếm dụng tiền bạc của công ty nhiều lắm á. Anh Lép, em đâu cần anh làm mấy cái đó đâu. Mấy cái đó anh làm em cũng không có hiểu hết á. Bây giờ này anh chỉ cần tổng kết lại cho em là công ty nào có sếp chịu chơi nhất. Anh hả? Không biết. Anh này thiệt tình luôn á. Bây giờ anh Lép, em có cách rồi. Anh hẹn hết tất cả các giám đốc của công ty này tới đây gặp em. Em sẽ phỏng vấn luôn một lần. Dạ dạ, cũng mời mấy chú vô nha. Dạ. Dạ dạ, rồi mấy chú đứng yên đó chờ con xíu nha. Dạ. Dạ dạ, cũng mời mấy chú. Dạ. Dạ, cũng mời mấy chú vô nha. Dạ. À, chào anh. Dạ anh, mời anh ngồi. Dạ. Chào dạ. Mời đây. Dạ. Mời anh ngồi. Anh Lép rót nước vậy. Dạ, chào mấy anh. À, em mời mấy anh uống nước nha. Rồi, em cảm ơn anh Lép. Dạ, mấy chú uống nước. Dạ. Coi chừng sặc nha. Anh Lép. Đi đi. À, dạ. À, cho em hỏi là, bắt đầu từ anh đi ha. Cho em hỏi là anh là bên công ty nào ạ? Dạ, anh giới thiệu nha. Anh là công ty xây dựng đầu cơ. À. À. Dạ anh ơi, em xin lỗi nhưng mà anh cái chỗ này của anh nó dính cái cái này không sao đâu, một chút xi măng á mà. À, xi măng mà nó dính ở đây luôn hả anh? Nhìn như cái lơ mà tha thục bi da vậy em ơi. Anh Lép, để em nói chuyện. Thì ra là em cũng nghe lời đồn là người ta nói anh ăn xi măng cốt thép thì luôn là thiệt anh ha. Tất nhiên vậy mới đủ đẳng cấp nhiều người đẹp chứ. À dạ em cảm ơn anh. Ơ vậy còn anh? Anh đang làm giám đốc cho một công ty thức ăn gia súc muốn miếng. À vậy chắc mấy con ăn đồ chỗ chú nó mập mạp lắm ha. Mới nói kìa. Ờ vậy nếu như mà em làm cho công ty anh thì công việc em sẽ như thế nào anh ha? Em khỏi cần làm gì hết á. Anh chỉ cần hình ảnh của em mặc đồ tắm để anh đưa lên bao bì sản phẩm là được. À, làm thương hiệu cám na mũm mỉm. Anh Lép. Mới nói kìa. Ủa như vậy là cái hình ảnh của em sẽ in trên cái bao bì thức ăn gia súc của anh hả? Đúng hả? À. Ủa vậy còn anh?
Anh là công ty của anh là chuyên sản xuất bù lon ốc vít. Ủa bên chú có ốc dừa không? Anh Lê. Ốc dạng sai dừa á. Anh là dân gốc kỹ thuật. Tuy nhiên anh sống rất là lãng mạn. Lần đầu tiên gặp em, anh xin tặng em một món quà. Ồ. Oh. Ok. À, anh lịch sự quá. À, cảm ơn anh. Em có thể mở ra xem được không? Okay. Dạ. Gì vậy? Em đang chán lắm nè. Chán hả? Ừ. Thay đồ đi, đi chơi với anh đây. Đi đâu vậy? Đá gà. Cái gì? Đá gà cũng đủ nữa. Vô trong đó nhìn mấy con gà còn chán hơn nữa anh hai này. Thiệt cũng đủ mà cho mày đi chơi cho vui thôi. Thôi mà đi chơi chỗ người cục quá à. Thôi. Mà anh hai à, ông bà mình á có câu hay lắm. Hồng nhan là bạc phận. Đúng lắm luôn á anh hai. Bữa giờ nha, em ở chăm sóc sắc đẹp nha, em đi phỏng vấn á mà không có trúng được việc nào ra hồn hết trơn á. Anna. Anna ơi. Anna. Hả? Trời em ở đây hả? Trời ơi, đi kiếm em từ sáng tới giờ. Đây nè, giấy mời họp tổ dân phố nè. Ủa, vậy anh đưa em chi, có bao giờ em đi đâu, anh đi họp luôn đi. Đâu có, cái giấy mời này người ta mời đích danh em đó. Ủa, mời đích danh em luôn hả? Ừ. Chứ gì anh? Mời lên đó nhận bằng khen. Bằng khen gì? Là em có thành tích chống tham nhũng của phường rồi đó. Trời đất ơi, bây giờ trên phường rần rần tên tuổi của em. Tên tuổi em bây giờ đình đám lắm luôn rồi, anh nói thiệt luôn á Anna. Anh mừng cho em luôn á. Anh Lép. Như vậy là, như vậy là thiệt luôn hả anh Lép? Thiệt. Anna biết không, bây giờ em có tất cả mọi thứ rồi. À, danh vọng, tên tuổi. Ừ, anh nghĩ là anh với em cũng nên... Anna. Gì kìa? Nó tự xúc phổ đổ tháo bỏ chạy là sao ta?